Sam Chị Tây xin chào anh chị nhé. Hôm nay Hữu Duyên thì Sam Chị Tây sẽ hướng dẫn cho anh chị những đường vân tay may mắn. Và trong lúc xem video, anh chị nhớ nhấn like, comment, đăng ký kênh để ủng hộ cho Sam Chị Tây. Sam Chị Tây xin chân thành cảm ơn anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe nhé. Và đầu tiên thì Sam Chị Tây sẽ nói đến đó là vân tay hy vọng. Và cũng như là anh chị nào có vân tay hy vọng thì trong cuộc sống sẽ gặp khá là nhiều may mắn nhé. Và trước lúc hướng dẫn thì Sam Chị Tây sẽ vẽ lên bàn tay để anh chị có thể nhìn thấy. Rồi sau này anh chị cũng có thể xem cho người nhà hoặc là xem cho bạn bè, hoặc cũng có thể là xem cho chính bản thân của chúng ta nhé. Thì vân tay hy vọng này thì Sam Chị Tây cũng thông báo là có một số anh chị cũng có thể là có vân tay hy vọng nhưng không được may mắn. Và cũng có là 70% thì sẽ gặp khá là nhiều may mắn nhé. Còn 30% còn lại thì không được may mắn như Sam Chị Tây vừa nêu trên. Đó là do mình không có đầy đủ phước đức, cũng như là mình không có tu nhân tích đức từ rất là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là mình có vân tay này nhưng mà mình không có được nhận sự may mắn như Sam Chị Tây vừa nêu trên. Thì ở đây anh chị phải cố gắng là tạo thêm công đức nha. Thì hôm nay Sam Chị Tây sẽ nói đến đó là vân tay hy vọng, và Sam Chị Tây sẽ vẽ lên bàn tay để anh chị cũng có thể nhìn thấy. Thì vân tay hy vọng sẽ có một đường chỉ rất là dài ở trên gò mộc tinh của chúng ta, hoặc là hơi cong một tí nha. Trên gò mộc tinh của chúng ta nếu có cái vân tay dài hoặc là ngắn, hoặc cũng có khi là cong, thì cho thấy rằng đó là vân tay hy vọng. Và vân tay nào mà càng rõ đẹp, càng dài càng đậm thì cho thấy rằng vân tay đó sẽ gặp được khá là nhiều may mắn, thuận lợi, thành công trong cuộc sống. Còn những cái đường chỉ tay nào mà mờ nhạt hoặc là không được rõ ràng thì anh chị phải cố gắng tạo thêm nhiều công đức. Thì anh chị tạo nhiều công đức thì tất sau này hậu sẽ tầm long nhé. Thì hôm nay Sam Chị Tây sẽ nói đến đó là vân tay hy vọng. Những anh chị nào mà có vân tay hy vọng trong bàn tay thì thường gặp khá là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cuộc đời của những anh chị này thì có lộc có tài của thiên tạo. Cũng như chỉ tay này thì những anh chị này sẽ ít khi gặp sóng gió hay là biến cố. Cũng như là đời sống tinh thần, cũng như là tình cảm, tiền tài, vật chất luôn luôn thuận lợi. Và những anh chị này không cần phải suy nghĩ hay lo âu về việc là cơm áo hay là gạo tiền. Về sự nghiệp công danh tiền tài, nhờ xác định được mục tiêu rất là rõ ràng và đích đến, cho nên là những anh chị này thường theo đuổi mục tiêu cho đến cùng. Làm việc gì thì những anh chị này rất là cẩn thận, chu đáo. Đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, chứ không bao giờ để dở dang giữa đường. Do đó những anh chị này sẽ gặt hái được khá là nhiều thành công trên con đường công danh và sự nghiệp một cách rất là nhanh gọn lẹ, bỏ ra một vốn nhưng có thể thu về rất là nhiều lợi. Và những anh chị này làm ăn thì làm cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi nhé. Và những anh chị này tay trắng cũng có thể là đánh thắng được tất cả, cũng có thể là ăn nên làm ra nhé. Tay trắng nhưng mà anh chị này cố gắng cũng làm được cơ ngơi sự nghiệp bằng chính sức lao động của mình, cho nên là những anh chị này sẽ tạo cho mình một khối tài sản khổng lồ. Và chỉ tay này là chỉ tay thiên tạo lộc, cho nên là trong cuộc đời của những anh chị này chỉ có sống trong ấm no đầy đủ và dư giả. Ít khi phải bôn ba xứ người, hay là những anh chị này phải cô lập lắm. Những anh chị này thì quen người khá là đông, ăn nên làm ra mới được ước thấy, sẽ tạo dựng cho mình cơ ngơi sự nghiệp rất là vững vàng như bàn thập. Và những anh chị này có duyên đi đứng xa đường, được rất là nhiều người thương mến. Phải nói những ai mà có vân tay hy vọng này thì cho thấy hết 99% những anh chị này là con nhà giàu có, cao sang và có địa vị rất cao. Tiền tài vật chất thì cho thấy có thể là để lại cho con cháu sau này rất tốt. Từ tiền vận thì có thể là hơi lận đận nhưng mà trung vận đi lên rất tốt, hậu vận sau này thì của đầy kho. Cũng như là thành công của những anh chị này thì đều là nhờ từ mồ hôi nước mắt và sự cố gắng năng nhặt chặt bị của những anh chị này, cho nên là sau này anh chị này có cơ ngơi sự nghiệp khá là lớn. Và nên những anh chị này rất là biết trân trọng đồng tiền và cũng như là biết bảo vệ sự nghiệp, bảo vệ vợ con, không vung tay và quăng tiền qua cửa sổ hay là vung tay quá tráng. Nên hậu vận những anh chị này của cải ba đời sẽ xài không hết, vô ưu vô lo, cho đến hậu vận sau này thì cũng có thể là nhờ đến con cháu nha. Thì nói chung những anh chị nào mà có vân tay hy vọng rõ đẹp thì cho thấy từ tiền cũng tốt nè, nhưng mà không tốt bằng trung thôi, từ trung đi lên thì sẽ tốt hơn, cũng như hậu vận sau này tiền hết lại có, vơi thì lại đầy, nên cả đời là
ít khi lo lắng đến việc là cơm áo hay gạo tiền. Và cũng như là hậu vận sau này thì những anh chị này sẽ có con đàn cháu đóng, ăn nên làm ra mới được thấy tiền tài, vô u vô lo ba đời xài không hết. Vừa rồi thì Sam chia tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay hy vọng trên lòng bàn tay cả nam lẫn nữ nha. Và tiếp theo hôm nay thì Sam chia tay sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay đuôi phượng, ý nghĩa ra sao, như thế nào. Vân tay đuôi phượng thì anh chị cũng biết khá là rõ rồi ha. Có một số anh chị thì sẽ nằm ở đường trí đạo nè, rồi anh chị thì nằm ở tâm đạo. Còn có những anh chị thì nằm ở đường sinh mệnh của chúng ta, hoặc là cũng có khi là có những anh chị sẽ nằm trên các gò khác vân vân. Và chủ yếu thì vân tay đuôi phượng sẽ nằm trên các đường chỉ tay chính, đó là tâm đạo, trí đạo và sinh mệnh. Thì hôm nay Sam chỉ tay sẽ hướng dẫn cho anh chị tiếp theo, đó là vân tay đuôi phượng. Và cũng như trong lúc hướng dẫn thì Sam chỉ tay cũng vẽ lên luôn. Và một lần nữa Sam chỉ tay cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã xem hết video của Sam chỉ tay. Thì ý nghĩa của vân tay đuôi phượng thì Sam chỉ tay cũng thông báo với anh chị cũng là như vậy, cũng 30% có những số anh chị thì không được may mắn, cũng như không đạt được như ý nguyện của mình. Và cũng còn lại là 70% thì những anh chị này sẽ đạt được cơ ngơi sự nghiệp từ tiền vận, và ăn nên làm ra mới được ước thấy, tiền hết lại có, vơi lại đây. Thì ở đây thì 70% là như vậy, còn 30% thì không như ý nguyện của mình nhé. Thì những anh chị nào mà có vân tay đuôi phượng nhưng mà không được may mắn như Sam chia tay vừa nêu trên á, thì cố gắng tạo thêm công đức, thì tất sau này là tiên nhân tất đất, tất hậu sẽ tầm long. Thì tiền không sướng thì trung, trung không sướng thì hậu nha, chỉ có ba mặt đó thì nhất định sẽ sướng. Đường chỉ tay đuôi phượng thường sẽ xuất hiện trên lòng bàn tay của những anh chị ngay thẳng, trung trực, thật thà, và cũng như là trời đã ban cho họ thực lực hơn người, cũng như là những anh chị này có tài năng thật là tài ba. Nói chung lại là những anh chị này có một cái năng lực là xuất chúng. Thường thì vân tay đuôi phượng sẽ có một thời trẻ trung, ví dụ như là tiền vận, anh chị có một cuộc sống bình dị, nhạt nhòa, coi như ra đời không ai dòm ngó, cũng như là anh chị là những người không có được thành công cho lắm. Nói chung lại là đa số thì từ tiền vận sẽ nhạt nhòa, ít người xem trọng. Dù cho anh chị có cố gắng cỡ nào cũng khó mà có thể thành công trên con đường công danh sự nghiệp, đó là nói đến là lúc tiền vận của anh chị. Và những anh chị này thì đa số họ không bao giờ bỏ cuộc về một vấn đề gì. Và những anh chị có vân tay đuôi phượng thì phải dày công gây dựng các mối quan hệ xã giao ở ngoài xã hội, và miệt mài kiên trì cố gắng nỗ lực. Bắt đầu từ trung niên trở lên thì những anh chị này sẽ được chuyển vận, được âm phò dương trợ, quý nhân giúp đỡ. Cho nên là từ trung vận đi lên thì anh chị này sẽ có cơ ngơi sự nghiệp rất là vững vàng như bàn thạch. Đó là những anh chị này bước sang năm 38 tới năm 40. Bắt đầu từ năm 38 tới 40 là tứ tuần, thì những anh chị này sẽ gặt hái được những thành công và thành quả rất tuyệt vời, giúp cho sự nghiệp công danh thăng tiến và thăng hoa vượt bậc. Những anh chị này làm kinh doanh đất cát điền sản thì mang lại nguồn lợi một vốn bốn lời. Và những anh chị này làm kinh doanh hay là sử dụng nghề nghiệp thì những anh chị này cũng đều đặt chữ tính lên hàng đầu. Sau vài năm chưa đến ngũ tuần là chưa đến 50 nha, thì những anh chị này ắt sẽ tích lũy được rất là nhiều về kinh tế, rất là ổn định. Và cũng như là những anh chị này sẽ thăng trưởng rất nhanh trên con đường công danh và sự nghiệp tiền tài. Và về hậu vận sau này thì bền vững. Và điều hơn người ở đây của những anh chị này là không cần phải gặp quý nhân giúp đỡ, thì những anh chị này sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà đi lên. Cũng như mà trong cuộc sống, nếu những anh chị này mà có quý nhân giúp đỡ nữa thì sẽ giàu từ rất sớm, tại vì những anh chị này thì có một cái sự nỗ lực và cố gắng. Thì vừa rồi thì Sam chị tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay đuôi phượng ý nghĩa ra sao, như thế nào. Cũng như mà Sam chị tay được biết thì vân tay đuôi phượng từ tiền vận sẽ lận đận lắm, làm ăn thất bát thất bại, nhưng mà những anh chị này không bỏ cuộc, những anh chị này vẫn cố gắng vươn lên. Cho nên là trung vận thì anh chị này sẽ có cơ ngơi sự nghiệp, ăn trên ngồi trước, được thiên hạ xem trọng. Cũng như mà tuổi càng cao thì công danh sự nghiệp càng dày, càng đầy, càng đẹp. Hậu vận sau này thì tiền tài có thể là vô u vô lo, cơm áo gạo tiền là không có lo nữa nha. Những anh chị này khá là giàu, giàu không giàu thì thôi, một khi đã giàu rồi là giàu nứt vách đổ tường, không phải giàu thông thường, giàu nho nhỏ đâu. Vừa rồi thì Sam chị tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là hai đường vân tay ý nghĩa ra sao, như thế nào. Hai đường chỉ tay này thì một đường chỉ tay là đường chỉ tay hy vọng,
cũng như là đường thứ hai là vân tay đuôi phượng nằm ở đường sinh mệnh, ý nghĩa ra sao như thế nào? Và trong những đường vân tay này, nếu rõ đẹp, không có bị những đường dây tay khác xen vào, thì cho thấy rằng những anh chị này trên có thể là lo việc thánh, dưới gánh việc trần nhé. Thì đa số nếu mà những anh chị này làm nhà lãnh đạo thì cũng có thể là lo cho muôn dân. Cũng như là những anh chị này dễ gần dễ mến lắm, hiền hòa, phúc hậu, đạo đức, dễ thương. Nói chung là những anh chị mà có vân tay như xem cho tay vẽ đây, thì tương lai hậu vận, từ tiền không giàu thì trung, trung không giàu thì hậu. Nói chung là hậu vận thì sau này anh chị sẽ nhờ con cháu nha. Rồi vừa rồi thì xem cho tay đã hướng dẫn cho anh chị, đó là những đường vân tay may mắn. Và hôm nay xem cho tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.